Thêm một thành viên cầm đầu Hội Anh em Dân chủ ở Thái Bình bị bắt. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Văn Túc từng bị Tòa án Việt Nam kết tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì tham gia thực hiện cả hai vụ treo khẩu hiệu, rải truyền đơn có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đặt hàng của Việt Tân dưới vai trò tổ chức của Nguyễn Xuân Nghĩa năm 2008. Ngoài ra, ông này có quá trình đã làm ra, tàng trữ và tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông này từng được Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Đài dẫn dắt tham gia khối 8406 và nhiều hoạt động do Việt Tân chỉ đạo, tổ chức như tham gia nhiều hoạt động biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc năm 2007. Tháng 4 năm 2008, ông tiến hành vận động một số thanh niên ở Hải Phòng giả làm sinh viên mặc áo phông in chữ tẩy chay Olympic Bắc Kinh Trung Quốc, yêu cầu đền bù cho ngư dân Việt Nam bị sát hại, biểu tình tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Đầu tháng 8 năm 2008, Nguyễn Văn Túc đã được một số cơ quan chức năng của Việt Nam kết luận. Ông đã bàn với một số người có cùng quan điểm chống đối để tổ chức treo khẩu hiệu, qua đó chụp ảnh, viết bài, đưa lên mạng Internet, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quảng bá cho hoạt động của cá nhân, đồng thời có cớ tìm kiếm tài trợ của nước ngoài. Ban đầu, chúng dự định thực hiện tại Thái Bình, nội dung khẩu hiệu, phường Tiền Phong kiên quyết đấu tranh tiêu diệt bọn tham nhũng, yêu cầu chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc, yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên đa đảng, đã được Túc treo tại cầu vượt Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 16 tháng 8 năm 2008. Ngày 7 tháng 9 năm 2008, Túc tiếp tục cùng những người trong nhóm của Túc tổ chức treo truyền đơn khẩu hiệu với nội dung khối 8406, lạm phát, dân nghèo khổ là do chính quyền cộng sản, mất tự do, mất dân chủ, nhân quyền là do chính quyền cộng sản, yêu cầu đa nguyên đa đảng trên cầu vượt Lai Cách, Hải Dương. Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Nguyễn Văn Túc mãn hạn tù và trở về quê hương sinh sống. Ông tiếp tục phải chịu 3 năm quản thúc tại địa phương theo kết luận của Tòa án Việt Nam. Ông này tiếp tục được Nguyễn Văn Đài và một số thủ lĩnh của Hội Anh em Dân chủ ở Hà Nội dẫn dắt vào Hội Anh em Dân chủ, trở thành thủ lĩnh tổ chức tay sai Việt Tân này ở Thái Bình. Như vậy, cùng với Nguyễn Văn Đài, tiếp góp 5 thủ lĩnh của Hội Anh em Dân chủ ở các vùng miền đất nước bị khởi tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Dự đoán sau Nguyễn Văn Túc, danh sách số thủ lĩnh cốt cán của Hội Anh em Dân chủ chưa dừng lại.